Theo những thông tin từ ngành y tế đến lúc này, biến chủng Omicron với 36 đột biến gen có tốc độ lây lan gấp 5 lần biến chủng Delta và càng nóng bỏng hơn khi Việt Nam lần đầu tiên ghi nhận ca mắc COVID-19 nhập cảnh thuộc biến chủng Omicron. Vì thế, tại Việt Nam, đang có những cuộc chạy đua giải mã trình tự gen ca mắc COVID-19 từ các phòng thí nghiệm khắp nơi trong cả nước, với mục tiêu nhận diện sớm nhằm có giải pháp ứng phó trước biến chủng nguy hiểm này. Phòng sinh học phân tử, tầng 1, khu xét nghiệm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đã quá giờ trưa, các chuyên gia trong bộ đồ bảo hộ vẫn miệt mài với từng khay đựng chai lọ chứa mẫu bệnh phẩm, chăm chú theo dõi hệ thống xét nghiệm, sổ sách, ghi chép. Đây được xem là nơi bất khả xâm phạm, là trái tim của phòng thí nghiệm, đã phân tích và công bố nhiều thông tin nóng hổi về các biến chủng của nhiều loại virus, trong đó có SARS-CoV-2. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Tấn, trưởng nhóm nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng mới nổi, đóng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, làm ở trong phòng thí nghiệm là thế, có những quy trình phải làm liên tục để kịp hoàn thành, bất kể giờ giấc. Ít ai nghĩ rằng bên trong phòng thí nghiệm có vẻ yên ắng ấy, đang có một cuộc đua truy tìm biến chủng Omicron, trước đó là Alpha và Delta. Thạc sĩ Nghiêm Mỹ Ngọc, phụ trách bộ phận chẩn đoán sinh học phân tử chia sẻ từ đầu năm 2020 đến nay, việc giải mã trình tự gen của chủng virus SARS-CoV-2 đã được bệnh viện và đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford kết nối mật thiết thông qua việc chia sẻ các thông tin về mẫu bệnh phẩm, chỉ số tải lượng virus. Cũng nhờ đó đã phát hiện nhiều chủng virus mới đang lưu hành, cung cấp thông tin chính xác cho ngành y tế chủ động các giải pháp ứng phó với dịch bệnh. Tuy áp lực không nhỏ, nhưng lực lượng chuyên gia trực tiếp tham gia giải mã gen của các biến chủng COVID-19 hiện khá khiêm tốn, chỉ khoảng 7 người. Họ cùng lúc đảm bảo thực hiện hai chiến lược, bao gồm phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh giải mã gen của người nhập cảnh dương tính và các ca mắc trong cộng đồng có tải lượng virus cao. Theo Phó giáo sư Tấn, việc giải mã gen là công cụ, cũng là một trong các chiến lược của Tổ chức Y tế Thế giới. Có nghĩa là đối với dịch COVID-19, bên cạnh việc xét nghiệm, điều trị thì cần thiết phải giải mã gen. Chỉ thông qua việc giải mã trình tự gen, con người mới hiểu được đặc tính của virus, các biến đổi di truyền và mức độ ảnh hưởng để có chiến lược ứng phó.